Sáng 14 tháng 3 năm 2022, chân tình chưa hết phấn khích vì thông tin Ngô Thanh Vân đồng ý lời cầu hôn của Huy Trần, thì đến tối cùng ngày, mạng xã hội lại một phen sóng gió khi đến lượt Minh Hằng đăng ảnh hôn môi một người đàn ông kèm dòng chia sẻ: "Khi em nói đồng ý thì tháng 6 không còn là của riêng em nữa, là của chúng ta." Trong ảnh, Minh Hằng khoe chiếc nhẫn ở ngón áp út, xa xa là chữ Marry Me, tức lấy anh nha, khiến cho mọi người ngầm hiểu rằng cô đã đồng ý lời cầu hôn của bạn trai. Một số nguồn tin cho biết bạn trai của Minh Hằng là một đại gia lớn tuổi hơn cô. Hai người đã bên cạnh nhau nhiều năm, hôn lễ dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2022. Trước đó, Minh Hằng gần như giấu kín chuyện tình cảm và cả danh tính bạn trai. Chính vì thế, khi nữ diễn viên bất ngờ thông báo chuyện vui, nhiều nghệ sĩ lẫn khán giả vô cùng bất ngờ. Diễn viên hài Thu Trang chỉ để lại bình luận ngắn gọn: "Ủa?" Nhạc sĩ Đỗ Hiếu thốt lên: "Chấn động chị ơi." Ninh Dân Lan Ngọc viết: "Ôi chúc mừng chị." Diễn viên Quý Bình chia sẻ: "Chúc mừng em, chúc mừng niềm vui lớn." Ca sĩ Lệ Quyên cũng hòa theo: "Tung hoa cô đẹp ơi." Đặc biệt, dàn diễn viên trong phim Bảy Ngọt Ngào cũng bày tỏ sự phấn khích trước tin vui này. Ca sĩ Bảo Anh viết: "Chà chà, theo Trang Vy Dinh chị ơi." Diễn viên Thuần Nguyễn bình luận: "Em bưng quả hoặc ngồi thùng tiền nha chị." Quốc Trường, người được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền cho Minh Hằng sau phim, thì để lại bình luận ngắn gọn: "Thật tuyệt vời." Năm 2022, Minh Hằng gặt hái được nhiều thành công khi xuất hiện trong phim điện ảnh Bảy Ngọt Ngào và phim truyền hình Mẹ Ác Ma Cha Thiên Sứ. Đặc biệt, cô còn là nhà sản xuất của Bảy Ngọt Ngào, phim đứng đầu doanh thu phòng vé đầu năm 2022 với hơn 80 tỷ đồng.